Bọn bọn chân rùm chiếc lục nghệ sạch đạp. Chị tí xa lãnh cổ rộp rộp án đó chỉ rơi chị tí bọn bọn. Đạm bầy, chị châm lấy sau tình trìa rõm. Cơ đôi chị, khăn nông rời dẹp đại cam vị thi đáy khám ai rồi bỏ chướng. Bọn bàn phóc clip chôn lục nghệ niên tiết sản án nâng sạch đạp nơi bọt át tha thị bài xe xe xe. Tiết tôn tình nâng chùm nữ á rụp bầy. Tại nâng khăn nông bên ní, cam vị thi có sông bọn bài bà rời giá cả. Chôn lục nghệ một sắp đắp nơi rương áp bay chìm nửa tiện tôn từ nâng chồng bù đá chồng bù ni rứt cả hai tha chồng bù bông bỏng hai ở khơi lại tái miên rượu biếp xâm co tha chia chồng bù ná cứ xâm co đòi chứ mù khám ói khăn nông cửa xa khá miên chứ mù nâng hạ miên thả nà nụ cửa nâng cửa mừng nghe tiệt phong chứ mù tiếng nụ bụng nghe những dưỡng bàn sqoal na. Lúc na tại khám áo nụ chô rụp nụ na mần đẹp hai khám áo nụ prap kê anh rứ có tam rồi chạy rụp tám ca sra chiêu ổng bì khám áo khăn nông cửa xa khám áo bật chìa miên ca lụng bàn na. Bì bụng khám áo nờ miên ca liệt liêm nâng miên ca yên priên chân cửa xa chìa chân kế mình prap chung mua khám áo bởi trăm tờ cô rồi bỏ kê nụ tí. Bỏ ká nì hài. Bạn thơ bơ ai tùm niêm tùm lọp chùm nạ mùi ní có cóp bắt nơi khăn nông sừng cung một nụ khám ai dưỡng. Đôi đại dưỡng thơ lọp bàn riêng rộp một hai thả. Khám áo của miên sừng cung miên chi vừa phim bồm tiếng ở rộp biếp đặc nôm tam chế bám tùm lọp ở bọn phụ kế đai. Khám áo thông thông đại ai chỉ đi chôl khăn nông sừng cung bình nụ cứ sắp tay bộ phết khám áo đà miên mở hạt rật khăn phụ cái ọ chàn ná bọn tay bọn bàn thơ ba mình nụ nà nụ tì lù nà tay mình nụ nụ bộ phết khóc nâng chế bám quần lông bộ phê nây nìa nìa tớ bàn chì khám áo nụ trom bọn bàn. Hãy có chỗ nâng rụp nẹ nà muối nị dây pháp ông bí bà nhà hát đã kê trong bàn. Đôi chỉ à hà chăng anh miến xa lập bạc cầm đo tiếp hồ. To từ ní giới nị dây ông bí chung mục mau nâng cử rừng rừng đập xâm ráp từ tùl chung mục tay xong rên. Cứ chìa khám áo chơi chìa khám áo chua khá mà đái khá nông cửa xa mùi chứ mua cửa sang nghiêm chìa chứ mua khám áo chua khá mà đái khá nông cửa xa mùi đại chứ mua chùm tiêu chăn ní cứ chìa sạch bà rì nơi khá nông chua ổng bồn ní khám áo chùm tiêu chăn chìa khám áo thông chương kì kì ai xong nó mọt thả chìa mê bình chìa ca rứ có chìa sắp đạch khăn nông bọn đá khám áo nền ní. Đôi nì hời bán chìa kê bọn thaym nơi khang trong tha chùm tiêu chăn sắp đạch bì. Bế đại chôl mốc sần thất mà đó cứ chôl chú chuyện kê này. Rí ai chôm đại trời thơ đầm rơi khám áo nít mua thả chôm bì rứ có chôm rùm sai sọ miễn các mạch ra chân nát đọc ca vị chất chiêng chom đọt tay tiền. Bên chùm tiêu chăn chôn mộ kê chốt chôm ní một liếp bên mà sai hai căn áo thơm nhộ nhì đôi chia sở lành này. Lúc ca nạc mau chùm tiêu chăn chanh kê chốt cưỡng rộn đắp xong nén đồng vai xinh xinh đôi chìa buông mòn chạy bê cần chôn xa mùi đom xâm rạp khám áo nụ bần chôn tất nặng ai prí các bài tiết. Bọn chùm riêng xâm rạp chùm tiêu chăn vinh chùm tiêu chăn xa đạch bình ní khám áo phong tương lai kráp thoái bần cung tôi thoái đòi tôi thông thoái đòi thông kráp thoái bần cung
ខ្លបខ្លាចជំទាវច័ន្ទរីឯឈ្មោះកែវគឺភេទប្រុសចម្រៀងសម្រាប់ខ្មោចឈ្មោះកែវគឺឲ្យកែវកែវអើយគ្រូមកពីជើងជូតក្បាលទើងមើងកាន់ខ្សៀចក់ថ្នាំរីឯខ្មោចជួនគង់ឬក៏ជំទាវគង់វិញនេះគឺខ្មោចស្រី ចម្រៀងសម្រាប់ខ្មោចនេះគឺតេងតេងកេងដោយគង់ភ្នំខ្ពស់ដែលត្រង់ចាំងបាត់គង់ឯងសម្រាប់ឈ្មោះតាសោមខ្មោចនេះគឺជាខ្មោចប្រុសខ្មោចឈ្មោះតាសោមគឺជាខ្មោចដែលត្រូវគេអញ្ជើញមកសន្ធិតក្រោយគេបងអស់គាត់ជាខ្មោចចាស់ទុំនិងព្រឹទ្ធាចារ្យប្រចាំជួចម្បួរ គាត់មានចរិតស្លូតបូតប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតខ្មោចផងទាំងពួងគោរពគាត់ណាស់ហើយចាត់ទុកគាត់ជាទីប្រឹក្សាពីព្រោះជាបលរបស់គាត់អាចកាត់សេចក្តីអន្តរាគមន៍ចំពោះបទចម្រៀងសម្រាប់ខ្មោចតាសោមគឺតាសោមមិននៅអាយនៅដល់កំចាយស្មើមានជាងដល់គុណទៅងងឹត ចាក់ភ្នែកពំយល់ស្មើមានជាងដល់ស្មើមានវិលវិញឈ្មោះខ្មោចដែលបានបង្ហាញមកនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាខ្មោចជួខាមដាប៉ុន្តែតទៅនេះយើងនឹងបន្តបកស្រាយអំពីខ្មោចខាងឪពុកវិញម្ដងខ្មោចដែលមានឈ្មោះថាតូចច្រឡឹងក្នុងករណីក្មេងយំយុករឺក៏ក្តៅខ្លួនគ្រុនល្មម ជប់ប្រលប់រោគពេទ្យពុំតាន់គឺគ្រូសានេះតែងតែរោគជេកមួយផ្លែនិងស្រាមួយដបធំប៉ុនក៏ជើងដើម្បីយកមកសែននិងសងរែកដែលមានភួសស្រាប់នៅក្នុងផ្ទះបើរោគសំណែនពុំតាន់ក្នុងវេលាណាទេចាស់ទុំម្ដាយឪពុកក្រាន់តែបែបបន់ស្រន់សូមឲ្យជាសិនចុះនិងរោគសែនក្នុងវេលាជាក្រោយ លុះស្អែកឡើងអាណាព្យាបាលរោគថ្នាំផងរោគសំណែនផងដើម្បីឲ្យកូនចៅបានជាសះស្បើយទៅហោះអាចឈ្មោះខ្មោចកន្ទក់អង្គនខ្មោចចម្ពុកនេះគឺជាខ្មោចស្រីក្លៀនប្រកាន់សូម្បីតែកូនក្មេងដែលឆៃនំនេតិចតួចពុំបានបេះដាក់សែនឲ្យនោះក៏បណ្ដាលឲ្យក្មេងនោះយំគ្មានមូលហេតុ ឬក្តៅខ្លួនតាន់ហនភ្លាមៗដូចនេះមុននឹងក្មេងនោះឆៃចំណីនានាត្រូវបេះបន្តិចបន្តួចដាក់លើសង្រែកនោះជាការស្រេចខ្មោចចម្ពុកនេះគឺអត់ឃ្លានមែនពេលខ្លះគឺដណ្ដើមពីមាត់ក្មេងធ្លាក់ពីដៃពីមាត់ជ្រុះទៅឯដីចាស់ហៅថាខ្មោចដណ្ដើមហើយកុំយកមកស៊ីទៀតពីព្រោះវាប្រឡាក់ដីដោយក្មេងនោះ កាន់មិនប្រចាំឈ្មោះខ្មោចនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានខ្លះដូចគ្នាតិចតួចនិងខុសគ្នាច្រើនរីឯខ្លឹមសារក្នុងឈ្មោះនីមួយៗច្រើនបញ្ជាក់អំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិភាពអង់អាចក្លាហានក្នុងភាពជាមនុស្សក្នុងសន្តានជាវីរៈបុរសឬក៏ជាវីរៈនារីឈ្មោះមួយចំនួនទៀតច្រើនមានន័យថា ជាទស្សនៈបញ្ចាយបញ្ចាលនិងច្រើនពាក្យពេចន៍ខ្មែរបុរាណបើឈ្មោះមនុស្សខ្លះកំបុតត្រឹមខ្លះនៃដូចជាស្រងេះស្រងោបងប្អូនជនរួមជាតិកំពុងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងតាក់ទងទៅនឹងចម្បួរ ឬក៏ហៅថាចម្បួរដែលលោកអ្នកនាងទើបកំសាន្តស្ដាប់នៅពេលនេះក៏សន្មតសង្ខេបបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅវគ្គក្រោយជាបន្តបន្តទៀតសូមគោរពជូនពរបបងសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខដល់មហាប្រសើរចូលកើតមានដល់លោកអ្នកគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជួបតែពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាចុវណ្ណៈសុខៈនិងពលិយ
công bày khliên khliệt lại. Sôm Ocon. Thank you.